Chào mừng các bác ạ, quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay sẽ là một cái chương trình đặc biệt nhất trong những năm tháng vừa qua. Cảm ơn các bác những năm tháng vừa qua đã đồng hành cùng với cả Zika Audio ạ. Thì chúng ta thì cũng năm con chuột đã sắp qua đi rồi ạ. Thì năm con dấu sắp đến, hãy cùng Zika trao đến những cái lời chúc Tết để chào đón năm mới thật bình an, hạnh phúc, ấm no. Rất là cảm ơn các bác, những bác nào đã đồng hành cùng với Zika, những bác nào đã trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm của Zika, những bác đã cất công từ miền Nam ra tận ngoài Bắc để lấy những sản phẩm của Zika về phục vụ vào cuộc sống âm nhạc của gia đình mình, những bác nào ở ngay gần đây đã đến trực tiếp và trải nghiệm những sản phẩm của Zika, xin rất là gửi một lời cảm ơn chân thành nhất từ Zika tới các bác ạ. Rất là mong các bác hãy ủng hộ Zika nhiều hơn nữa và hãy đi đồng hành cùng Zika cùng 5 tháng ạ. Vâng, em cũng xin gửi lời chúc tới các anh em sức khỏe, thành công. Nên là sang năm mới thì gặp nhiều may mắn và làm bất cứ cái gì cũng thành công, tấn tài tấn lộc. Vâng. Và cũng xin rất là cảm ơn các anh em suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng bên Zika chúng em. Từng bước đi khi bên Zika chúng em đến ngày hôm nay là rất là cảm ơn rất nhiều các anh em đã đồng hành. Và có những bác còn trong buổi live stream còn đứng ra thân thuộc đến mức em không kịp trả lời comment dạ vâng. Thì cũng đã trả lời hộ luôn cho bên chúng em. Vâng, em rất là cảm ơn cái điều đấy. Những cái tình cảm thì chúng em không bao giờ quên, và đặc biệt là ủng hộ chúng em những cái mặt hàng. Hiện tại giờ chúng em đang có rất nhiều những sản phẩm, thì ngày xuân thì cũng chỉ dành những cái chia sẻ, những cái lời động viên, lời chúc Tết và những cái chia sẻ nhỏ thôi. Dạ vâng. Còn, có nghĩa là chúng ta sẽ chia sẻ một số bí quyết để làm sao mà các bác khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng cái bộ dàn karaoke gia đình nhà mình nó sẽ được an toàn nhất và nó sẽ được lâu nhất. Vâng. Thì sau đây em là Kim Tuyến sẽ tổng hợp một số cái câu hỏi mà các bác là hỏi là vì sao trong cái quãng thời gian vừa qua khi mà Zika lên sóng ạ, thì có cần Zika tư vấn cụ thể nhất chi tiết về những cái bộ dàn karaoke gia đình nhà mình chơi như thế nào cho nó phù hợp và ghép những sản phẩm gì cho nó ok nhất ạ. Thì sau đây em xin phép được đọc câu hỏi của anh Hoàng Lê ạ. Anh có hỏi là em ơi, bây giờ chơi như thế nào để có một bộ dàn an toàn trong những ngày Tết? Em xin phép được đưa ra những câu hỏi và Mr. Duy sẽ là trả lời ạ. Vâng, em biết chắc là trong ngày Tết là chúng ta không thể tránh được trong các cuộc vui như là ngồi, chắc chắn là sẽ có rượu rồi. Và cái nguyên nhân đầu tiên gây dẫn đến cháy dàn là khi chúng ta hát sung quá. Chúng ta nên dùng những cái nước an toàn thôi. Và em cũng tiện đây cũng xin trả lời luôn là khá là nhiều các bác khi đang sử dụng những dàn hát và dùng những bộ mic nó chưa đúng cách. Cũng có thể là chúng ta hát là rất nhiều bác có cái thói quen cầm như này, hoặc là chĩa thẳng, nhiều khi vô tình chĩa mic vào loa thì nó sẽ gây ra hiện tượng cháy, chép, chết chung. Thì cái này là tối kỵ, chúng ta tối kỵ. Và dùng mic, chúng ta sẽ sử dụng mic cầm đúng cách cho em. Em để ý rất nhiều các anh em hay cầm mic kiểu này. Cầm mic kiểu này nó cũng sinh ra cái hiện tượng là thứ nhất là cái tiếng mic của mình nó thu vào nó sẽ bị ồm. Và thứ hai là dây dễ rú rít. Đó. Và cái hiện tượng rú rít thì nó sẽ bình thường ít không sao, nhưng nhiều nó sẽ ảnh hưởng. Nó sẽ gây ra hiện tượng cháy, chết chép, chết chung. Đã chết ở cái giải trung và giải cao thì chúng ta cố gắng, thì nếu sử dụng một bộ dàn để mà bền thì nó cũng do cái cách dùng của mình nữa, chứ không phải là đắt hay rẻ mà nó hay mà bền đâu, mà do cách sử dụng của mình, cái thói quen mình hàng ngày ạ. Mở ở cái ngưỡng vừa phải thôi, không nên mở thốc mở tháo lên. Đấy. Giả dụ cái công suất của con đẩy này nó cho đầu ra là bao nhiêu watt một kênh, hoặc là đôi loa nó có thể chịu được bao nhiêu watt trong vòng một tiếng. Đấy, chúng ta nên mở cái ngưỡng an toàn thôi, không nên là khai thác quá sâu, không nên là quá to và nghe ở cái mức độ. Em đã từng trải nghiệm trực tiếp rồi, có những em đi lắp rất nhiều bác này. Vừa nhận hàng cái là mở thốc mở tháo lên. Đấy, như thế là nó sẽ không kiểu có như xem thử xem cái loa này nó to đến mức độ nào ấy, nhưng mà đấy, cách sử dụng, cái thói quen sử dụng đấy chúng ta nên sửa lại một chút để được có được cái đồ, giống như cái bộ dàn chúng ta nó bền hơn và nó hay hơn. Nghe ở cái ngưỡng vừa hay vừa đủ thôi. Vừa rồi Mr. G có đưa ra một cái số cái mà mẹo hay để làm sao mà các bác chơi sử dụng đặc biệt cái bộ dàn là gia đình nhà mình đấy, nó đặc an biệt toàn là, nhất đúng là khi hát là chúng ta nên dùng mic đúng cách. Vâng.
đấy, dùng mic đúng cách chứ, thì nó sẽ tránh được rất nhiều cái hiện tượng như là rú rít, và nó thậm chí ta cầm mic ở cái khoảng này, đây là đúng cách này, có thể cầm lên một tí này được, không nên cầm như thế này, không nên cầm nắm cả cú mic. Em thấy rất nhiều các bạn có cái thói quen như vậy, ta nên sửa một chút xíu cái thói quen như vậy sẽ ok hơn. Có nghĩa là cái thói quen của chúng ta hay cầm lên cú mic như thế này thì là Mr. Duy, chuyên gia kỹ thuật của cao cấp của Zika đã hướng dẫn với các bác là không nên ạ, không nên sử dụng như thế này. Thì các bác có thể cầm lui xuống như Mr. Duy hướng dẫn các bác vừa rồi để chúng ta có một bộ dàn karaoke gia đình thật là tuyệt vời trong ngày Tết các bác nhé. Câu hỏi tiếp theo của anh, của bác Lê Nam ạ. Vâng, lại viện liên quan đến rú rít ạ. Mr. Duy có thể cho một cái số mẹo hay khắc phục về tình trạng mic không bị rú rít được không? Đấy. Ok. Thực ra là bây giờ trên thị trường á, kể cả khi rất nhiều những cái sản phẩm nó đã trùng hú ở cái ngưỡng độ an toàn chứ không có trùng hú 100%. Sự kiện lớn nó cũng không, người ta cũng không dám khẳng định là trùng hú 100%, là do cái cách setup và cái cách sử dụng của kỹ thuật nó sẽ đạt được cái ngưỡng an toàn cho chúng ta. Còn là nếu mà dùng hiện tại dùng những cái dòng phổ thông như này, như karaoke gia đình, thì các bạn anh em nên, thứ nhất là cái đường gain mic vào cũng không nên cho to quá, vượt qua cái ngưỡng to quá thì nó sẽ bị bắt mic nhạy, và chúng ta sẽ căn chỉnh ở cái khoảng cái ngưỡng, là để ý chúng ta ngưỡng ở bao giờ cái những cái con đẩy hay các con vang thì nó sẽ có cái dập bớt bát, dập bớt trung, dập bớt chép của cái phần mic tông đấy, chúng ta có nên là căn lại một chút xíu làm sao nó vừa đủ đó, ba giải nó đều nó đẹp thì nó sẽ không bị chênh phô, không bị hiện tượng khó chịu xảy ra. Thì ta căn chỉnh nó vừa cái ngưỡng vừa đủ, là để làm sao biết được cái ngưỡng vừa đủ thì nó, cái này thì để mà chi tiết nó cũng rất là khó. Ta cứ dùng cái giọng ta nó thật với giọng ta là được rồi, không nên là cao quá, không nên ồm quá, nó nhưng muốn chỉnh ta cứ dập hết echo đi đã. Ta dập hết echo, dập hết cái phần echo rời như là echo này đây, như con X7DAC, dập hết phần echo rời này, và chúng ta chỉnh chỉnh cái bát trung chép của mic làm sao để nó thật giọng chúng ta đã. Xong rồi chúng ta bắt đầu mới tăng echo lên. Kể cái khoảng delay repeat này là cũng cái khoảng này chúng ta cũng không nên lạm dụng nhiều quá này, không nên để cái phần delay này nó cao quá. Đấy, phần delay nó cao quá nó sẽ cái hiện tượng nó lặp đi lặp lại, nó dài quá. Cả cái phần repeat cũng vậy. Đấy, chúng ta để ở cái ngưỡng nó trung bình khá đổ lên thôi. Nếu mà cái này thì bác nào biết chỉnh thì sẽ ấy được, sẽ chỉnh. Chúng ta cứ lặp lại 1 2 3 4 1 2 3 4 hoặc là 4 7 4 7, kiểu như là làm sao cho cái tiếng lặp lại của chúng ta nó khoảng độ dài ngắn trong khoảng độ 5, lặp lại lặp đi lặp lại 5 lần. Đấy, xem bắt đầu chúng ta tăng cái khoảng echo này lên, nó khoảng độ tầm độ dài lặp đi lặp lại tầm khoảng 5 lần. Đấy là cái cách phổ thông. Đấy là cho cái giọng phổ thông ấy nhá, còn là giọng ca sĩ chuyên nghiệp thì họ không chỉnh như vậy. Vâng. Có nghĩa là nếu mà bộ dàn karaoke gia đình nhà mình ấy ạ, thì là các bác nên chú ý một chút về delay, thứ hai nữa về echo, để làm sao cái tiếng mic của mình ra nó sẽ ở mức độ ngọt nhất và sẽ tránh được tình trạng rú rít. Cái tình trạng rú rít mà xảy ra trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ gây ra là chế độ là cháy loa đấy ạ. Thì rất là mong các bác hãy chú ý hơn, để làm sao chúng ta trong những cái ngày khó khăn đi lại như thế này thì chúng ta có cái bộ dàn karaoke làm bạn cùng chúng ta trong những ngày Tết. Vẫn xoay quanh trong là 3 ngày Tết chúng ta có cái dàn karaoke dùng đúng làm sao ạ, cho nó phù hợp, dùng làm sao cho nó đảm bảo để không bị gián đoạn cái cuộc vui, cũng như trong 3 ngày Tết chúng ta không nên để những cái tình trạng đấy nó xảy ra. Đấy, thứ nhất là rượu tới tầm. Các bác không được phê quá là mà có phê quá hát thì cũng không nên mở to. Đấy, thứ hai là không nên chỗ mic vào loa. Đấy, ở khoảng cách gần không nên chỗ mic vào loa. Vâng. Đó. Thứ ba là cầm mic đúng cách. Đấy. Đó. Thứ tư là không nên khai thác quá cao cái giải chép của phần tông mic. Đấy. Và không nên mở cái đường mic gain vào quá nhiều. Gọi là volume mic này, không nên mở. Rất nhiều các anh em thật sự cũng cái này cũng hơi khó tí, bởi vì có những người cột hơi khỏe là người ta chỉ cần nhích lên một tí là người ta có thể đẩy được chất giọng người ta vào trong mic rồi, nhưng cũng có những người hơi đuối hơi thì bắt buộc phải mở to. Nhưng mà khi chúng ta mở to nó lưu ý là khi chúng ta đứng gần thiết bị, chúng ta cố gắng không cầm mic đúng cách này, và thứ hai nó không được để mic chĩa vào loa.
chia mic và loa, ở khoảng cách xa thì sẽ không sao, nhưng mà khoảng cách gần là nó sẽ trực diện, nó sẽ đốt luôn chép và sẽ sinh ra cái hiện tượng rú. Mà cái khi chúng ta mở ở cái công suất lớn mà bị rú mic là sẽ đi luôn chép. Đấy, dạ vâng. Hãy cố gắng. Dạ vâng. Một số cái mẹo nhỏ mà Mr. Duy vừa đưa đến các bác, rất là mong các bác hãy chú ý hơn để chúng ta sẽ có một bộ dàn karaoke gia đình trong ngày, trong 3 ngày Tết an toàn và vui vẻ ạ. Câu hỏi tiếp theo của bác Nana Vlog à? Bác có hỏi là trong cái bộ dàn karaoke gia đình nhà mình thì là theo các bác, theo JK, nên sử dụng nâng tiếng hay là lọc xì, sử dụng cái nào thì hay hơn? Cái này thì rất là gặp nhiều lắm, cái này gặp cực nhiều. Nếu mà trước đây thì nó sẽ có đầy đủ như là đẩy này, vang này, nâng này, nén này, lọc này, mic không dây. Thì một thớt của nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thiết bị. Hiện nay cũng vẫn rất nhiều người thích thế. Ngoài cái mục đích là nghe nhạc ra, muốn được cái chất âm nó tuyệt hảo nhất, thì còn thêm cả cái là trưng bày cái độ hầm hố của bộ dàn. Em cũng thích, em cũng có một thời gian rất là thích cái bộ dàn mình nó phải hầm hố. Và em cũng tư vấn dày, trông nó rất là... nhiều thiết bị nhìn nó rất là hoành tráng đấy. Nhưng đến hiện tại bây giờ thì lại thích cái sự đơn giản. Nhưng mà cũng xin trả lời luôn cái câu hỏi của anh là nên ghép, nếu mà hát karaoke nên ghép nâng hay lọc. Nếu anh phải chọn một trong hai, anh phải lựa chọn một trong hai cái đấy thì anh chọn em nâng. Nâng tiếng Nâng tiếng là dễ sử dụng nhất và nó ít có hiện tượng xì. Và anh chỉnh cái tiếng mic nó sẽ dễ hơn với con lọc. Nếu anh phải lựa chọn một trong hai. Còn nếu anh có được cả hai thiết bị đấy thì anh dùng cả hai. Hay em tư vấn theo kiểu là bộ dàn nó hoành tráng đấy. Nhưng còn thường, có nghĩa là... còn thường thì hiện tại giờ là trên những con vang số chỉnh cơ hoặc là vang số full số thì kỹ thuật setup, kỹ thuật chỉnh thì chúng ta chỉ cần duy nhất một con vang đẩy. Đấy là cái rất nhiều các kỹ thuật cao hay những công ty lớn người ta bán hàng, người ta sẽ chỉ dùng một con đẩy, một con vang. Hay bên chúng em thôi, nhưng mà cái nhu cầu bán hàng thì cũng phải ý mình một, thì cũng phải theo ý khách hàng đến chín để làm sao rất nhiều bác các bạn, anh chỉ cần nó hoành tráng. Vâng. Hoành tráng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hay được càng tốt chọn. Nhưng phải hoành tráng. Thiết bị. Em xin trả lời nó là nếu nhiều thiết bị là chúng ta không biết cách cắm hay sử dụng dây nó kém chất lượng thì nó sẽ mất hay đi, nó sẽ bị nhạc, dòng nhạc đi qua mỗi một thiết bị nó sẽ lệch đi một tí, khi nó đi ra tới loa là nó sẽ mất đi hoàn toàn được cái độ sinh động, cái độ nguyên của cái bản nhạc đấy. Cho nên là càng ít thiết bị càng hay, nhưng mà phải ít thiết bị nhưng phải là những cái dòng thiết bị hay, chất đạt chuẩn rồi. Thiết bị hay và chuẩn. Đây em lấy ví dụ luôn, giả dụ như con này thì nó có thể là nó có luôn 3-4 trong một. Đầu tiên là nó sẽ có thêm một cái đầu giải mã nằm gọn bên trong con X7. Thứ hai nữa là nó có tính năng download để kickback khi nghe nhạc. Đấy. Thứ ba nữa là con này nó cái tính năng này thì nó gần như là ở trên con nâng tiếng rồi. Đấy. Cho nên là nó sẽ có lọc, có nâng tiếng, có giải mã nằm ở trong con này, có vang, có main, có main echo này. Đấy, có main xử lý nguồn nhạc vào này. Đấy. Bộ trộn âm thanh luôn và có công suất luôn. Đấy, như con này bây giờ tối ưu chỉ còn một chiếc thôi. Thế là tất cả trong một rồi. Đấy, trong đúng một. Ạ. Vâng. Nhưng mà cái độ hầm hố thì nó lại chỉ một cái, nhiều bác không thích cái độ đơn thuần như này. Nhiều bác thích 1 2 3 4 5 6 7 thì lại ghép 5 6 7. Chốt lại cái câu hỏi của anh Nana Venok thì là Mr. Duy đã đưa ra một số phương án dành cho anh ạ. Nếu mà chúng ta dùng karaoke đơn thuần thì chúng ta nên sử dụng nâng tiếng. Thứ nhất là cho đơn giản, tối ưu hóa với người dùng. Thứ hai là chúng ta dễ dàng làm chủ. Còn nếu như mà chúng ta thích cái sự hầm hố hoành tráng thì chúng ta có thể dùng vừa lọc lọc xì và vừa nâng tiếng. Lọc cần nâng. Hoặc là các bác nào mà nắm được rõ về cái giải tần trên cái con nâng rồi, nắm kỹ rồi. Dạ, vâng. Thì ta dùng lọc. Nhưng mà lọc thì nó hay có thường sinh ra cái hiện tượng xì sôi hơn so với nâng nhé. Vâng. Các anh em lọc, ghép lọc thì kiểu gì nó vẫn cái cắt nguồn nhạc thì kiểu gì nó vẫn có cái tiếng to hay nhỏ thì nó vẫn có. Rồi ạ. Đấy, nó không im như kiểu nâng. Câu hỏi tiếp theo của bác Chuyên ạ. Bác Chuyên có hỏi là với bộ dàn karaoke gia đình nhà mình dùng bát 25
thì phòng 20 mét thì có nên sử dụng loa súp không Zika? Vâng, xin trả lời câu hỏi. 25 mét vuông. Thì đầu tiên này, em thì nói luôn là cái chức năng chính của con loa súp, loa sắp hay loa siêu trầm nó đều là một. Loa súp thì ngay cả những cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc nhỏ nhỏ là người ta cũng có loa súp rồi, để nó thể hiện cái giải bass, giải súp sâu dưới khoảng độ 30, từ 40 đi, từ 40, 30, 20, có những con súng rất sâu xuống đến tận 20. Đấy, những cái đấy thì không có loa, những cái dòng loa nghe nhạc thông thường này sẽ không giải xuống được cái giải tần thấp như vậy, nên bắt buộc ghép súp để có tiếng bass nó sâu, nó cái sâu lắng, nó mềm mại. Thì kể cả phòng to phòng bé đều phải ghép súp. Thì mà chúng ta nếu phòng bé chúng ta sẽ ghép những con súp như bass 25, bass 30, còn phòng to thì chúng ta sẽ ghép súp to, làm sao nó cân đối được cái âm thanh đánh trong phòng thì nó sẽ hay. Nếu có điều kiện thì nên ghép súp. Và hiện tại thời điểm bây giờ là đến 9 bác mua hàng, mua bộ combo thì sẽ 10 bác thì sẽ đến 9 bác là sẽ mua thêm súp. Bởi vì bây giờ kinh tế bây giờ nó cũng khá là không kiểu như ngày trước nữa. Ngày trước thì chỉ cố được một đôi loa, một cái âm ly. Đúng. Nhưng rồi hiện à? Tại giờ vâng. Là kinh tế là đều có hết rồi, các bác anh em đều khỏe rồi, thế nên là sắm nó đủ bộ luôn thì nó có được một chất lượng hoàn hảo hơn, không phải chắp vá. Vì gần như là đến một cơ sở nào đó người kỹ thuật sẽ tư vấn cho các anh em đầy đủ luôn, thì các anh em cứ thế mà dập khuôn mà bê về thôi, chứ không phải là nay lấy cái này mai lấy kia về ghép. Nó đơn giản như set vang. Nếu anh em lấy đủ trầm, lấy đủ loa, lấy đủ mic, lấy đủ nâng tiếng, về kỹ thuật bên em hay là kỹ thuật ở đâu thì set, người ta set một lần ngon lành luôn. Nhưng qua cái chắp vá thì nay ghép đôi loa, mai ghép thêm trầm thì nó mất công set lại, cho nên là đúng rồi ạ. Có thêm dạ trầm vâng. Được, có điều kiện thì có thêm trầm là tốt nhất ạ. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo của anh Tư ạ. Anh Tư có hỏi là Zika ơi, sao bây giờ có nhiều dòng loa thế, loa cây, loa thùng, rồi loa nằm, loa phun, với phòng gia đình nhà mình thì dùng loa nào phù hợp nhất? Xin mời Mr. G. Loa nằm, loa phun, loa đứng. Thì nếu mà hát chuyên karaoke thì các em có thể nhìn thấy kể cả phòng hát thì người ta sẽ sử dụng, hiện tại là người ta sẽ sử dụng loa phun là chính. Loa phun là chính. Nhưng mà nó đấy là phòng karaoke chuyên nghiệp thôi nhá. Còn với gia đình thì nó ngược, hoàn toàn ngược lại. Bởi vì gia đình thì dùng loa phun thì cùng lắm các anh em dùng em một đôi loa phun bass 25 thôi. Không cần phải bass 30. Đấy, ở góc độ các anh em thích loa phun. Thì bao giờ hát nó tiếng nó sáng và kết hợp thêm con trầm nữa. Nhưng nó lại mất đi cái thẩm mỹ. Nếu mà để mà so loa phun thì nó không được, không thể đẹp được bằng những dòng loa thùng. Hiện nay các hãng đưa ra những dòng loa thùng nó rất là đẹp. Đấy. Loa phun thì nó chỉ được về, đầu tiên là về cái công suất và cái độ sáng tiếng và bạo lực thôi. Đấy. Nhưng mà nó lại mất đi cái hình thức. Bây giờ thì đa phần nếu mà đánh về chi tiết thì loa phun chắc chắn là sẽ không hay. Chi tiết thì không có, thì vâng. Không ai người ta nghe nhạc người ta nghe loa phun cả. Đúng rồi ạ. Đấy. Người ta chỉ hát thôi. Vâng. Thì hiện tại là các anh em để trong nhà, ngoài cái lúc hát ra các anh em còn muốn nghe nhạc nữa này. Đấy, còn muốn trưng bày nữa này. Thì những dòng loa nhỏ, loa đứng, loa cây hoặc những dòng loa thùng thì nó sẽ phù hợp hơn. Cái loa nằm thì nó cũng hơi xấu, thì loa nằm thì đa phần các bạn sẽ treo tường. Kiểu như là loa nằm này mẫu nó cũng khá là cổ điển ấy, nếu như mà các bác lấy thì các bác lại nó phải nó là cổ điển ngày xưa rồi. Khoan một cái giá mình đặt lên trên ấy thì lúc như thế thì nó loa đấy nó mới có thế và cái âm phát ra nó mới hay ạ. Dạ vâng. Trong những câu hỏi thì Zika lại nhận được thêm một câu chúc Tết của bác Mai Hoàng ạ. Chúc Zika 2021 phát tài phát lộc. Đấy, sức khỏe có dư, công danh tấn tới. Chúc Mr. G tình duyên phơi phới. Em cảm ơn anh em rất là nhiều đã gửi lời chúc đến dạ Zika vâng. Mà gửi riêng cho em rất là cảm ơn. Vâng ạ. Dạ vâng, vẫn còn ạ. Năm hết Tết đến, kính chúc Zika và mọi người thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ để sống tiếp một cuộc đời thật đẹp đẽ. Ui, bác chúc vần rất quá. Là mượt mà vần. Đây là trường chuyên văn rồi. Trước khi mà bác chơi âm thanh em nghĩ chắc là bác cũng phải rất là siêu siêu giỏi giỏi về văn rồi ạ.
Jika cụ thể là Kim Tuyến và Mr. G xin chân thành cảm ơn cái lời chúc của bác. Cũng là cảm ơn các anh em rất nhiều đã đồng hành. Vâng, những cái lời chúc của các bác thì sẽ vững thêm niềm tin để Jika sẽ mang cái sứ mệnh phục vụ của mình là cung cấp những cái dòng sản phẩm âm thanh tốt nhất trên thị trường để mang tới các bác, để các bác trải nghiệm được tất cả những vẻ cái hay, vẻ đẹp của một bài hát mà các bác yêu thích. Ví dụ như trong những ngày Tết này chúng ta nghe những bài nhạc xuân chẳng hạn, đúng không các bác? Nhạc xuân, nhạc Tết là rất là vui tươi, đầm ấm bên gia đình, có thêm sự thể hiện của đôi loa thật là chuyên nghiệp như thế này thì phải nói là cực kỳ là hạnh phúc và ngọt ngào những ngày đầu năm. Đấy. Ok, nói đến nhạc thì giờ hiện tại nhường cho bộ này đi, chị em mình sẽ đi ra ngoài. Dạ vâng. Sẽ test một bản nhạc xuân gửi tặng các anh em trong cái chương trình.